cách nào vậy? Chẳng lẽ mình đánh nó sẽ đánh trúng. Thank you.
Nành dưa chuối, dưa chuối mà sao? Ôi, trời như là cái trục lục cú luôn nó động chứ. Lột cái đi con ngôi đồng tuệ đúng á. Chẳng ăn nghe hàng là chưa ngày sao không có ăn hàng dài không như thế nào được chứ không phải đâu không đặt bọc nữa có để cho hàng công để trong hàng công tầm tầm lên học cái hàng dài thì cái thứ như thế này bây giờ chúng mình thấy hàng nên mình nắp cái vèo này mà mình bỏ hết cái rêu mấy lượng là hàng không thể được cái đủ cũ sao nó mới cắt lên hàng cái này cái mình nhông hàng đó thank you.
coi là đấy. Đi ngoài chỗ rồi. Kịp thở bảo biết được chưa. Nhỏ vai. Wow, chừng nữa. Lâu mà lại nhắn hơn mình đi tìm mấy mà cái to nữa không lâu chẳng mấy lại cho hiểm mấy mình đi tìm nha đủ bằng ủa cho nên cái chỗ của mình đi lên không có mấy cái nhỏ nhỏ mới cúng à nấn đẹp nhiều. Ngã bên đi xuống là cho ăn không ăn đi ngã đi được rồi đi qua đó là
xe đi bên chỗ bên đường quá luôn đây này, chiếc xe đi bên trang quá này. Ủi đó. Là đi bụng chân mà chưa đi về hà cũng đi bụng chân lại. Mà để mà đi trang á, mà đi bắt hết ra, mà đi lên là cũng mệt mà lắm, mà đi về đấy. Toàn răng rí luôn. Bộ anh em bên toàn răng rí luôn. Ai răng rí hết. Bộ anh em bên bờ ảo cũng toàn răng rí luôn.
phạt cho trường đi vận động ủng hộ hết, phạt cho trường đẹp đi vận động. Bên này tổ ong rồi nè, bên này có tổ này, hay là cái tương đen này. Như thế ông vừa có những quả vừa ra nên này không phải 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 mắc con mắc lên chẳng hạn này, nhưng quả vừa ra đấy rồi. Cho to này, này cho
cho mà từ đây có từ đây ra cái miệng nó bị thấp hơn cái cho nên này đây có cái miệng này qua đây nhìn này đứng cho lên nào có một trạng trạng mà có một bốn cái đứng nào là màu đen rồi cái đứng tập này đó thấy không đó đó thì cái miệng này ai bố bố mới tự nhiên xuống đó còn nó đến ở cái mô tặng đó thì cái con bông này mà ông này bố bên ra đó. Khả năng qua cũng nhìn rõ nữa. Mình lên lại cái quán mình xuống rồi mình xuống mình xem nhìn mình ra rồi đó qua đây thì cắn thấy nữa đâu qua đây bị mệt cơ đó thấy được mình lên à lên lên ô bên mày lại đâu không
rẽ đi về khỏe hơn đi Ngã Khai nữa nè. Chắc đi đông đường rẽ đi về khỏe hơn đi Ngã Khai có. À, nhiều lắm á. Ven. Qua đây về đi rẽ khỏe hơn đi Ngã Khai. Vì đây thấy rộng đường phạt phạt rộng đấy. Rộng đi là dễ đi hơn á. Đi ra. Ra mẹ cái liên trang này đi. Nhìn rõ được mà. Bên đây mà, đi qua đây đi về khỏe lắm rồi. Long. Mấy bà đang ngủ nước. À, đây, đây rụng đấy. À, đừng mong đấy. Đường à, mong đi xuống khoảng đi Ngã Khai. Sẽ vất vả. Nó ăn đại bụng chưa? Đại bụng à, là cơm ăn. À. Còn cơm này là cơm ăn. Cơm bị cơm bị đi vừa nữa. Về ngoài đi khỏe không? Đi Ngã Khai, Ngã Khai là siêu trống á.
nhiều cây chỉ được lên hàng 2 mét thôi mà hàng đóng rồi, đa dạng lắm. đa dạng. Bên lên mà răng mà thấy tên vế nhìn nhìn chập vào rồi thấy cũng thua cũng ráo luôn. Ồ kinh nào răng đấy. Cái phạm cây con đường dây mà xanh mượt thế thì thấy luôn đập bóng mà cầu mua mà là nhìn nó chiều luôn đó chứ thấy mè vô ra thôi con là nhìn nó đầy khó. Mình á, đúng bạn lên phải trong rừng này. Mình chụp mua hàng lấy ra rồi. Ồ, nếu nhà hàng biết là như ồ chứ à. Bố rồi, anh chạy cũng bá được. Chúng tâm thế mới chạy đôi đi qua đôi đó mà đục cũng biến là cũng bố. Bao bì đi cốc mất chứ mà tài lãng được một hai ba giờ mà lại được thằng này tập tài tập cái tay gặp ống rồi gặp phụ ống mà thích đi đâu đấy cả hai mẹ ta gặp phụ ống mà cũng bỏ chạy tiệm được nó đục tập mất chứ xuống nó bay lên được hàng không bay lên được hàng đẹp lên đúng á em này nó gầy bó luôn cho bị cái trường lên tài của sẵn nữa hàng ổ xuống đến bên trên màu răng nữa có ổ xuống của màu răng mà nhiều lắm chỉ cần mình ngồi là trường đi mà hàng ở bên là phải một cái chỗ ở bên là trường mà chỉ cần to to thôi qua qua cái bì đó chạy rõ luôn ông mà bên này chúng ta cầm một đi mà nhỏ đôi là mình dạ mình bỏ tay đó mình chạy trong pin đi này chạy giờ ruộng nó thoáng mình chạy trong cây của mình đi chạy quá chạy qua chạy về hàng bảy đấy hàng tống cây á hàng bảy hàng tống cây tống cối mình chạy thật xa là không dạ em mới đọc đến cửa năm sắp rồi về
cả cái ngóc ngắt mà khe mà cũng khe một ra mà lên anh quay một cây số anh quay hết ngay rồi. Tại vì chàng khá khổng lồ lắm. Giờ có thì học chàng đâu đó lên những các cái cắt cái đồ lần đẹp đó. Chàng bằng đừng lên đi này. À, phải lên cao lên mà anh bay lên hết chàng được. Cao chàng cao lắm. À bây giờ em chỉ nhá. Cần ra cái chàng cao lắm. Chàng chạy ra câu da này. Mình chẳng hiểu có là gì. À không, mình đâu thì anh câu luôn đấy. À, dì khen như lên đấy. Bóng vẹn xuống. Mình nghe ra đấy, mình nhìn tưởng thấy là cá bay giống ấy. Anh bay thấp dữ không? Anh chỉ cần thấy đồ ống thôi, không phải mẹ nữa thôi.